Kim Ánh xin kính chào tất cả khán giả và thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. À, thưa tất cả quý vị, rất là vui khi uh, mỗi tuần thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này và cứ mỗi tuần trôi qua như vậy thì chúng ta lại có thêm rất nhiều những cái thông tin, những cái kiến thức hữu ích ha. Giống như tên của chương trình đó là Sức khỏe và những vấn đề của cuộc sống. À, thưa tất cả quý vị, uh, với khung giờ rất là quen thuộc, Kim Ánh nghĩ là uh, mọi người của chúng ta cũng đã quá quen với giờ phát livestream cũng như là giờ phát sóng của chương trình này rồi nhưng mà cái bánh cũng xin được phép nhắc lại một chút xíu ha để những khán giả hay là những thính giả nào chúng ta chưa kịp nhớ giờ phát của chương trình thì chúng ta có thể tiện theo dõi nha À, chương trình của chúng ta sẽ được phát trực tiếp vào lúc 16 giờ45 à, của chiều thứ sáu hàng tuần à, trên fanpage của VH radio đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trên kênh fm 99.9 À, thưa tất cả quý vị à, đây là giờ phát ra à, trực tiếp trên radio Ngoài ra thì còn có một khung giờ nữa mà quý vị cũng có thể à, theo dõi à, cái bánh xin được à, nhắc luôn để các khán giả và thính giả của chúng ta à, có thể đón nghe chương trình nha à, chương trình sẽ được phát lại là trên kênh FM 99.9 MHz vào lúc 7 giờ 30 cho đến 8 giờ của ngày sáng thứ tư. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể nghe lại chương trình bằng cách là vào lại trang web của đài www.voh.com.vn hay là chúng ta tải app điện thoại VH Radio Online để có thể nghe lại vào bất cứ thời gian nào. Còn trên fanpage thì quý vị cứ vào fanpage VH Radio để chúng ta có thể xem lại chương trình ngày hôm nay cũng như rất nhiều những chương trình sức khỏe và cuộc sống mà chúng tôi đã thực hiện. À, thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì với chương trình này, à, Kim Bánh xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị khách mời của chương trình sức khỏe và cuộc sống à, xin được trân trọng giới thiệu à, bác sĩ chuyên khoa 2 trần anh tuyết giám đốc chuyên môn của phòng khám Gia xin một bác sĩ có lẽ rất là quen thuộc đối với khán giả và thính giả đặc biệt là ở lĩnh vực tiêu hóa phải không ạ à, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để đến với à, à, chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay kính chào quý khán thính giả kính chào kim anh dạ à, thưa tất cả quý vị à, trong chương trình ngày hôm nay thì à, tiêu đề chúng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi và tất nhiên phần giải đáp câu hỏi này sẽ có trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Cớ sao men gan lại tăng. À, câu hỏi cớ sao thì có lẽ nó cũng là một câu hỏi rất là thường gặp trong cuộc sống ha. À, cớ sao như thế này mà không phải là như thế kia, à, cớ sao mình gặp người này mà không phải gặp người kia, những vấn đề liên quan đến sức khỏe thì càng có nhiều những câu hỏi liên quan đến câu chuyện cớ sao này và ngày hôm nay một câu hỏi mà chúng tôi đặt ra thật ra thì không phải chỉ những người làm chương trình chúng tôi đặt ra đâu mà rất nhiều người đặt ra vấn đề này cớ sao men gan tăng đặc biệt là với những ai mà thường xuyên có vấn đề phải uống rượu bia phải không ạ thì người ta cũng sẽ đặt vấn đề là ủa tại sao mà men gan của tôi lại tăng có thể là trong một cái lần nào đó đi khám sức khỏe chẳng hạn à, để đi vào cái câu chuyện này thì Kim bánh nghĩ là trước tiên chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem uh, men gan nó là cái gì và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay là cụ thể hơn là ảnh hưởng đến lá gan của chúng ta ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta như thế nào và có lẽ câu hỏi đầu tiên này khi bánh xin được mời khách mời của chương trình ngày hôm nay bác sĩ chuyên khoa 2 trần anh tuyết sẽ giải đáp cho tất cả mọi người ha xin mời bác sĩ ạ à, à, kính thưa các quý vị thì cũng như là khi bánh đã nói thì chúng tôi cũng gặp rất là thường trong cái cái thực hành lâm sàng hàng ngày thì chúng tôi gặp khá nhiều khá khá nhiều khách hàng khi đến kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi thì tình cờ sẽ phát hiện là men gan tăng khi xét nghiệm máu và người ta cũng hết sức là thắc mắc ủa vì sao hiện tại tôi tôi không có biểu hiện triệu chứng gì tôi đang sống khỏe mạnh lành khỏe mạnh ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng tại sao men gan lại tăng thì đúng đó là một cái mối quan tâm lớn hiện nay trong cái điều kiện giao tiếp khá nhiều rồi uh... Những cái thắc mắc thì tôi hy vọng rằng qua một cái buổi mình trao đổi hôm nay và qua một buổi chia sẻ thì có thể giải mã được những cái thắc mắc đó. Thì chúng ta phải biết rằng là gan là một cái cơ bộ phận hết sức quan trọng của cơ thể, nó phải thực hiện hơn 500 chức năng và được xem như là một cái nhà máy hóa chất và trong đó nó điều hòa các phản ứng sinh hóa xảy ra để mà làm hàng giây hàng giây hàng giờ trong cơ thể của chúng ta và nó giữ cái nhiệm vụ là sản xuất, dự trữ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vào uh, carbohydrate, lipid và protein. Rồi ngày qua nó sản xuất các enzyme và sản xuất mật để giúp trong các quá trình tiêu hóa thức ăn. Rồi sản xuất các yếu tố tham gia trong quá trình đông máu. Um, rồi tổng thải trừ nó là còn giữ một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là nhiệm vụ thải trừ chất độc và chuyển hóa các thuốc mà khi chúng ta sử dụng vào à, dự trữ rất là nhiều chất trong đó có cái glico dưới dạng lycogen rồi là các vitamin nhóm b à, nhóm a hoặc là các yếu tố vi lượng như muối khoáng sắt đồng kiểm soát cái nồng độ nội tiết trong cơ thể để mà điều hòa và một cái quan trọng cuối cùng là tham gia trong cái quá trình miễn dịch để giúp loại trừ các vi khuẩn, nhiễm sự nhiễm khuẩn. Tuy nhiên thì men gan chính là bản chất các enzyme để làm chất xúc tác cho các quá các phản ứng hóa học sinh hóa tại gan giúp gan đảm làm sao đảm nhiệm được chất những cái chức năng quan trọng đó như vậy thì cái men gan nó sẽ bao gồm là các chất như alanin uh, transamina mà mình biết mình thấy viết tắt là ALT hoặc là SGPT rồi aspartat transaminin Minase, thì viết tắt là AST và SPOT rồi gamma glutamin transferase thì mình viết tắt là GGT và cái cuối cùng cái men gan muốn tham gia đó là Phosphatase kiềm được tìm thấy ở các vi tiểu quản mật ở trong các từng cái đơn vị cấu trúc của tế bào gan thì bình thường là um, các tế bào gan có thể chết theo chương trình do một cái quá trình lão hóa và sẽ phóng trích ra một cái lượng men gan vừa phải mà phải dưới 30 đơn vị trong lít. Tuy nhiên nếu có một cái nguyên nhân nào đó sẽ làm tổn thương tế bào gan làm hoại tử thì các tế bào gan này sẽ phóng thích một lượng rất là nhiều cái men gan ra vào trong máu ngoại vi. Nhưng nếu như men gan tăng cao gấp 1 đến 2 lần thì gọi là tình trạng tăng men gan nhẹ nhưng nếu nó tăng từ 2 đến 5 thì là tình trạng men gan vừa phải nhưng trên 5 lần thì đã là tăng cái men gan nặng và cái hiện tượng tăng men gan này thì gọi nôm na là tình trạng viêm gan. Dạ. Yeah. À, thưa tất cả quý vị, ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì với phần giải thích của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Tuyết thì chúng ta đã hiểu về cái men gan và đặc biệt là có nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên với cái chức năng mà men gan đang, lá gan của chúng ta đang đảm nhận ha với hơn 500 cái chức 500. năng như vậy tự nhiên thấy thương lá gan của mình quá chừng. À, nói đến đây thì có lẽ là Kim Anh cũng phải hỏi thêm một lý do nữa mà nó là một trong những lý do mà gặp rất là nhiều ở những người mà À, sử dụng nhiều rượu bia bởi vì đây là một trong những yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá gan của chúng ta và đặc biệt là làm cho tình trạng men gan tăng tăng ừ. rất là cao với những cái nguyên nhân giống như bác sĩ vừa nói nguyên nhân nào đó nguyên nhân nào đó mà ngày hôm nay chúng tôi đang muốn đề cập đó là cái tình trạng uống rượu bia đặc biệt là rượu bia ở Việt Nam của mình thì được xem là một trong những quốc gia mà sử dụng cái lượng rượu bia là Chảy cao nhất thế giới sớm mà trong đó ở khu vực Đông Nam Á thì có lẽ là chúng ta đang dẫn đầu à, nói như vậy để chúng ta thấy là tại sao cái việc uống rượu bia nó sẽ ảnh hưởng đến lá gan và cụ thể ở đây đó là ảnh hưởng đến cái men gan ừ, có lẽ là mọi người sẽ rất là chờ đợi câu giải đáp từ khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đặc biệt là những ai thường xuyên sử dụng rượu bia phải không ạ? Xin mời bác sĩ Anh Tuyết ạ. Thì như cái mánh nói thì mình thấy rằng là trong cái cuộc sống hiện nay do cái sự phát triển về kinh tế và do cái sự giao tiếp hàng ngày thì cái chuyện mà sử dụng rượu bia coi như là chuyện thường ngày ở huyện rồi không thể nào chối cãi và cũng không thể nào ngăn trở được tuy nhiên cũng hết sức lưu ý nếu như chúng ta sử dụng rượu bia một cách vừa phải đúng mức thì có thể là cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng uh, khi cái tình trạng rượu bia sử dụng rượu bia đó quá nhiều quá nhiều và quá nhiều năm tháng gọi là người ta gọi là lạm dụng rượu bia thì nó sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng của sức khỏe. Thì qua cái tổng kết người ta thấy rằng cái nguy cơ của bệnh gan á có thể tăng lên đối với những người uống trên 40 g trong một ngày hoặc là 80 g chất cồn. Nó chất cồn người ta định vị các vòng Trong một ngày thì người ta ước lượng khoảng từ 2 đến 8 lon bia một ngày hoặc 3 đến 6 ngụm rượu mạnh hoặc là có thể từ 3 đến 6 ly rượu vang thì lúc đó nó sẽ gây tổn thương gan và nếu cái tình trạng uống rượu bia hàng ngày hàng ngày và diễn tiến trên 10 năm thì cái diễn tiến viêm gan mãn sơ gan có thể xảy ra thậm chí là có thể ung thư gan thì vì sao mà rượu bia gây tác hại như vậy thì chúng ta cũng cần biết là rượu bia dầu cho nặng hay nhẹ thì nó cũng là một cái chất chứa cồn gọi là ethanol thì ethanol bản thân nó là một chất độc trong cơ thể vì vậy khi mà được chúng ta uống vào và nó hấp thu vào từ dạ dày vào ruột thì lúc đó nó phải được được tiến hành tức là một phải được đào thải ra ngoài ngay bởi vì nó là bản thân chất độc thì một phần nhỏ được đào thải qua uh, mồ hôi, qua nước tiểu, uh, qua hơi thở nhưng 90% thầy được sẽ chuyển hóa ở tại gan. Thì à. gan là nhiệm vụ thải trừ đó. Thì gan thải trừ như thế nào? Thì tại gan ethanol sẽ chuyển hóa bởi cái cái men ADH để thành ra các chất uh, biến đổi ethanol ra được chuyển hóa bởi cái cái men ADH để thành ra các chất uh, biến đổi ethanol ra cái chất acetin, à, à, chất chất acetaldehyde chất này bản chất này cũng lại là chất độc cho cơ thể. Ừ. Vì vậy uh, cái chất gây độc này nó sẽ tác dụng đến rất nhiều cơ quan. Do đó gan lại tiếp tục chuyển hóa cái chất này thành ra dạng acetat để ít độc hơn và ừ. chất acetat này sẽ được các tế bào trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng và CO2 tuy nhiên uh, nó là người ta thấy rằng cái khả năng cái thải trừ của gan nó vẫn có thể có một cái giới hạn nào đó ví dụ như với một cái lượng rượu bia vào thì cái lượng aceta acetan để đó thì nó có một cái men nhất định để thải trừ này nhưng nếu chúng ta uống một cái lượng rượu bia quá nhiều thì cái nồng độ quá nhiều thì gan không thể thải trừ nổi chính vì vậy sự tích tích tụ cái chất này trong cơ thể, nó sẽ gây tổn thương phá hủy tế bào gan và gây làm tăng men gan. Nếu như trong một lần uống chúng ta vượt quá cái quy định quá nhiều, nó gây tăng men gan đột ngột, nó gây ra ngộ độc ruột cấp và gây viêm gan cấp và nếu đông trường hợp những trường hợp viêm gan cấp nó phá hủy tế bào gan rất nhiều sẽ làm suy gan cấp và có thể gây hôn mê và tử vong. Rồi, cái tình trạng à, cái ứ động của cái chất AC axit này mà tích tụ trong nhiều năm tháng thì nó cũng trở nên nó sẽ làm cho tình trạng kế tế bào gan phá hủy dần 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 và cái tình trạng phá hủy dần dần thì không thể tái tạo được bình thường thì mô gan có thể tái tạo được nhưng có sự phá hủy quá mức thì không thể tạo được nó sẽ tạo thành những mô sẹo và những dãy sơ và những dãy sơ càng ngày càng thay đổi cái cấu trúc của gan sẽ dẫn đến tình trạng sơ gan và người ta thấy rằng nếu sơ gan lâu dài có thể là ung thư hóa dạ. Đó thưa tất cả quý vị, như vậy thì chúng ta có lẽ một lần nữa hiểu thêm những cái tác hại đối với lá gan của chúng ta, đặc biệt là tình trạng uống rượu bia rất nhiều ha. 90% cái lượng rượu bia mà mọi người uống vô thì nó phải gan phải làm cái nhiệm vụ là là giải độc này cho nên là vui thôi đừng vui quá. Nếu mà quý vị nhớ là trong chương trình tuần rồi chúng tôi cũng có đề cập đến một cái chủ đề như vậy và ngày hôm nay thì tiếp tục cũng với câu chuyện về rượu bia đối với lá gan và bây giờ thì kim anh muốn uh hỏi thêm mà có lẽ nó cái phạm vi nó sẽ rộng hơn một chút xíu hả thưa bác sĩ à, không phải chỉ là lá gan của chúng ta đâu rồi bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái cơ thể thống nhất phải không ạ à, một khi mà rượu bia ảnh hưởng đến lá gan thì đồng thời cũng ảnh hưởng đến những cái cơ quan khác những cái chức năng khác trong một phần cơ thể của chúng ta và đặc biệt là hệ tiêu hóa gần nhất với ừ. lá gan của chúng ta phải không ạ bác sĩ có thể phân tích thêm một chút xíu về điều này Ừ, uhm, dạ yeah. tất nhiên ngoài rượu không chỉ tác động đến gan mà nó còn tác động đến hiệu tiêu hóa và kể cả cái chất độc đấy nó còn tác động đến những cơ quan khác như là cái bệnh cơ tim, tim mạch và bệnh lý về thần kinh. À, thì đối với dạ dày là một cái quan là cái nơi đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với rượu thì chắc chắn là hệ thống dạ dày cũng bị tổn thương, các niêm mạc dạ dày cũng bị tổn thương, bị viêm và nó sẽ làm rối loạn cái hệ thống vi khuẩn đường trong cái đường ruột và nó làm rối loạn cái hệ thống uh, miễn dịch của cái niêm mạc dạ dày và như vậy thì uh, cái biểu hiện của gan, cái cái biểu hiện của gan thường là âm thầm. khi nãy giờ thì tôi phân tích là tăng men gan, nhưng trong trường hợp tăng men gan nhẹ thì chúng ta không nhận biết và tất đa phần là được nhận biết là khi mình đi khám sức khỏe mình uh, thử máu thì mình mới việc men gan tăng. còn cái triệu chứng tiêu hóa thường là biểu hiện sớm nhất uống xong rượu ngày hôm sau bắt đầu là có rối loạn đi tiêu hoặc là đau bụng ẩm mạch đầy hơi khó tiêu đó là biểu hiện của cái đường tiêu hóa ảnh hưởng bởi tác động của ruột ngoài ra thì đối với cái tế bào gan bị tổn thương nó cũng gây triệu chứng khó tiêu đầy hơi giảm sự hấp thu và cũng gây triệu chứng buồn nôn và mệt mỏi Dạ, thưa bác sĩ, nói đến câu chuyện này thì Kim Anh muốn hỏi thêm một chút xíu. Thật ra thì trong cái đường ruột của chúng ta thì nếu mà chúng ta theo dõi rất nhiều những cái chương trình trước đây, bác sĩ đã phân tích thì trong ruột nó sẽ có những cái vi khuẩn mà có lợi và cả những cái vi khuẩn có hại. Một khi mà chúng ta uống bia nhiều quá, uống rượu nhiều quá, với một cái lượng mà giống như bác sĩ đã phân tích thì chắc chắn là nó sẽ phá hủy và nó làm mất đi cái thế cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại phải không ạ? và điều này thì đôi khi nó cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến những cái vấn đề trên cái hệ tiêu hóa của những người uống rượu bia mà cái điều dễ dàng thấy nhất như bác sĩ vừa phân tích đó là chúng ta sẽ có những cái vấn đề trên hệ tiêu hóa ngay sau khi cái địa, à, ngay sau khi mà chúng ta uống rượu bia. Ừ. Như vậy thì để củng cố được cái men tiêu hóa hay là cân bằng được cái hệ vi sinh trong đường ruột của chúng ta đặc biệt ở những người sử dụng rượu bia thì có cái giải pháp nào để giúp cân bằng được cái điều này không ạ à, thưa bác sĩ? Ừ, nó rất phụ thuộc rất là nhiều yếu tố thì chúng ta nói là luôn luôn à, trong cơ thể chúng ta trên da trong niêm mạc ruột nó luôn luôn nó có một cái một số cái cư dân và cư dân nó là gì là thứ nhất là vi khuẩn có lợi và kể cả những vi khuẩn có hại thì luôn luôn có sự cạnh tranh với nhau nếu có sự mất cân bằng À, của vi khuẩn có uh, có lợi thì cái vi khuẩn có hại nó sẽ nổi trội lên và nó sẽ gây ra cái tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc và đối với trong trường tình huống mà nhiễm uh, bị rượu á nó sẽ làm thay đổi cái tính thấm của cái niêm mạc ruột và dạ dày như vậy thì các vi khuẩn có hại sẽ xâm nhập vào qua cái thành của niêm mạc ruột để vào máu và gây ra tình trạng nhiễm trùng còn nếu mà cái hệ sinh thái là nói chung là hệ sinh thái trong cái niêm mạc dạ dày ruột mà cân bằng hoặc là cái vi khuẩn có lợi nó sẽ trội hơn thì nó sẽ trấn áp cái cái vi khuẩn có hại. Vậy thì cơ thể tức là sẽ tăng cái hiện tượng hấp thu thì uh, người ta gọi đó là cái nhóm lợi khuẩn hoặc là người ta gọi là nôm na là vi khuẩn chí. Thì uh, cái nhóm vi khuẩn này nó ngoài cái chuyện nó làm cân bằng sinh thái, hạn chế được cái tình trạng nhiễm trùng mà nó cũng còn có những cái cái tác dụng khác, ví dụ nó tăng được cái sự hấp thu uh, tiêu hóa và hấp thu được các cái vitamin nhóm B mà vitamin này rất cần thiết cho những người mà sử dụng lạm dụng rượu bia bởi vì khi họ lạm dụng rượu bia thì cái niêm mạc dạ dày không hấp thu được gan cũng không chuyển hóa được không dự trữ được các cái vitamin nhóm B vì họ sẽ thiếu mất cái vitamin B1 và một số vitamin B khác thì chính cái cái cái, cái nhóm lợi khuẩn này nó sẽ cung cấp và hấp thu được cái cái vi khuẩn nhóm nhóm B rồi chưa cái, cái 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 probiotic nó cũng có lợi là nó sẽ làm cân bằng như vậy thì đối với những người nghiện rượu bia có thể họ sẽ có biểu hiện của rối loạn tiêu hóa là tiêu chảy hoặc là táo bón thì cái probiotic nó có nhiệm vụ nó điều hòa được điều hòa được cái du động của ruột thì giải quyết được tình trạng tiêu chảy hoặc là táo bón kể ngay cả cái táo bón nó cũng điều hòa được rồi nó sẽ giúp cho điều hòa được cái hệ thống miễn dịch ở trong cái niêm mạc ruột và một cái đặc điểm nữa người ta cũng nhận thấy rằng nó chính sự điều hòa miễn dịch thì nó giảm được cái hiện tượng dị ứng dạ yeah. À, nghe cũng rất là là thú vị phải không ạ thưa tất cả quý vị. Đặc biệt một cái cụm từ mà khi bác sĩ Anh Tuyết phân tích Kim ánh cảm thấy rất là thích. Đó là cái cụm từ hệ sinh thái. Là chúng ta ừ. có thể hình dung hình dung ra được ha. Ừ. À, trong cái đường ruột của chúng ta thì cái hệ sinh thái này nó sẽ quan trọng như thế nào. Đặc biệt là cái việc làm sao để chúng ta bảo vệ được cái hệ sinh thái này, chưa kể là phục hồi nữa phải không ạ thưa bác sĩ. Ừ. Kim ánh nghĩ hai cái khái niệm mà à, có lẽ là Kim ánh cũng sẽ trao đổi thêm cùng với à, bác sĩ Anh Tuyết trong chương trình ngày hôm nay đó là cái khái niệm là làm sao để chúng ta phục hồi được cái hệ sinh thái này và thứ hai là bổ sung cho cái hệ sinh thái của chúng ta đặc biệt là sau những lần mà chúng ta uống bia rượu. Tất nhiên ở đây thì chúng tôi cũng không khuyến cáo cái việc là không khuyến khích cái việc uống rượu bia ha. Nhưng mà giả sử như trong cái tình huống này thì có cái giải pháp nào để chúng ta hỗ trợ cho cái đường ruột của chúng ta bằng cách này. Bây giờ thì xin mời bác sĩ ạ, cái giải pháp nào cho cái việc phục hồi cái hệ sinh thái của chúng ta à, bằng những cái men chẳng hạn như là men tiêu hóa hay là men vi sinh ừ. rồi làm sao để chúng ta có thể phục hồi được cái hệ sinh thái đường ruột của chúng ta trong những cái tình huống như thế này à, xin mời bác sĩ ừ, thì cái cái nguyên tắc đầu tiên của cái tình trạng mà à, tổn thương gan rối loạn tiêu hóa do rượu bia thì có lẽ cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải ngưng rượu bia Đúng đó là một điều rất quan trọng mặc dầu tôi biết là sẽ rất là khó rất là khó nhưng chúng ta phải cố gắng bởi vì những trường hợp mà viêm gan do rượu nhẹ có thể phục hồi được nếu như chúng ta ngưng rượu sớm và kịp thời còn trong trường hợp mà viêm gan nặng chúng ta ngưng sớm thì chúng ta giảm được cái diễn tiến của sơ gan rồi ngoài cái chuyện ngưng rượu bia đó thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng thật là tốt chính với chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh nghĩa là làm sao chúng ta phải cung cấp đầy đủ và phong phú đa dạng các cái, cái thực phẩm hàng ngày của chúng ta trong đó nó bảo đảm đủ cái lượng đường, cái chất đường, đạm mỡ và bên cạnh đó phải phải tăng cái rau xanh, hoa quả để nó tăng cái yếu tố vi lượng và những những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái chuyện hấp thu các cái yếu tố vi lượng và các cái, cái 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 mà chính nhờ các yếu tố vi lượng đó nó hình thành được những cái quá trình chuyển hóa của mình à, rồi chắc là bên bên cạnh đó thì cái chế độ sinh hoạt luyện tập cũng là một cái chế độ cân bằng rồi chúng ta phải trong cái công việc hàng ngày cái stress cái mất ngủ nó cũng gây hiện tượng thiếu máu đến gan nó gây hiện tượng thiếu máu đến gan và như vậy thì sẽ cung cấp được oxy cho tế bào gan chính vì vậy chúng ta phải cân bằng trạng thái là có một cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý thì ngoài cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý ngoài cái tập luyện thì uh, có thể bổ sung tôi tôi khuyên là ở những người mà mà có cái cái tổn thương gan do rượu thì họ thường thường ở mất đi cái sự cân bằng về vi khuẩn thì chúng ta cũng có thể bổ sung một số cái men tiêu hóa kể cả cái men vi sinh để bổ sung để cân bằng cho cái chuyện đó bằng ở cái cái đường uống từ bên ngoài vào thì hiện nay trên thị trường mình cũng khá có khá rất là nhiều loại khác nhau thì thường thường nói chung là nó cũng gồm có các cái nhóm lactobacillus hoặc là các video bacteria hoặc là vân 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 rất là nhiều chủng loại và chính cái đó nó nó giúp cho cân bằng. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị chúng ta sử dụng cũng cái gì nó cũng có hai mặt. Cái gì cũng có hai mặt. Tức là bao giờ nó cũng là có lợi khi chúng ta bổ sung một cách đúng cách, vừa phải còn nếu mà chúng ta cảm thấy là lúc nào chúng tôi cũng phải bổ sung hàng ngày ngày mà nó cũng có một số cái chống chỉ định có một số cũng bất lợi của nó thì chúng ta cũng cần lưu ý thì trong cái tình huống khi sử dụng này cần được có ý kiến của cái người chuyên môn để yeah. chúng ta sử dụng một cách đúng cách À, và thưa tất cả quý vị, để quý vị có thể hiểu rõ hơn thế nào là men tiêu hóa, thế nào là men vi sinh. Đặc biệt là trong đối với những cái người mà uống rượu bia thì Kim Ánh nghĩ là bác sĩ sẽ phân tích thêm cho quý vị. Bởi vì thật ra hai cái khái niệm này cũng là hai cái khái niệm mà người ta cũng thường nhầm lẫn lắm à, cho nên là cái việc sử dụng làm sao để bổ sung để phục hồi cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta bằng men tiêu hóa hay là men vi sinh thì có lẽ mọi người cũng à, nên à, hiểu thêm một chút xíu về cái vấn đề này và bác sĩ có thể phân tích thêm cho các à, khán giả và thính giả của chúng ta thì à, thì đúng đúng là mọi người rất hơi lẫn lộn là bao giờ cũng đến bác à, sĩ ơi cái bụng tôi đã đầy hơi khó tiêu dường như là nó thiếu men Thật <laughs> ra người ta nghĩ nó là thiếu men nhưng tôi không phải tức là chính là cái niêm mạc dạ dày bị viêm còn bổ sung trong những trường hợp thí dụ như là mình trong cái bệnh lý đường tiêu hóa thường nó có một cái sự rối loạn chứ không phải thiếu thì người ta nói men tiêu hóa nói chung chung như thực sự là men nó chia làm hai cái như đã tôi phân tích một là men vi sinh gọi là probiotic còn nó có một nhóm là prebiotic là những thức ăn để cung cấp cho cái nhóm vi khuẩn lợi khuẩn họ sử dụng và khi sau khi sử dụng thì nó sẽ tiết ra những chất có lợi gọi là men vi sinh còn cái men tiêu hóa Men tiêu hóa thì uh, trong bản thân, trong dạ dày và trong ruột và kể cả đường gan nó sẽ tiết ra một số cái enzyme gọi là men tiêu hóa men lipa, protea là những cái men để cắt các cắt, cắt chất lipid cắt các chất protein kể cả tuyến tị cũng tiết ra các men uh, amylase ở tuyến nước bọt tiết ra amylase để mà tiêu hóa thức ăn thì đó là men tiêu hóa là men tụy và các cái men lipa khác nhau, hai cái khác nhau dạ. À, thưa tất cả quý vị, à, có thể nói là trong à, chương trình ngày hôm nay với phần lớn thời gian mà chúng tôi đã trao đổi cùng với bác sĩ khách mời, đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Anh Tuyết, giám đốc chuyên môn của phòng khám Nhật Xin thì có lẽ chúng ta à, có một cái thông tin rất là cụ thể ha à, về à, men gan, vai trò của nó đối với hệ tiêu hóa như thế nào. Rồi đặc biệt là ở những người thường hay uống rượu bia thì chúng ta đang à, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân như thế nào làm cho cái việc men gan của chúng ta tăng cao rồi những cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ phục hồi cho À, lái gan của chúng ta hay là cho hệ tiêu hóa của chúng ta bằng những những cái giải pháp à, và thưa quý vị ở phần sau của chương trình để cho quý vị à, có thể dễ dàng hình dung ha thì bác sĩ Anh Tuyết sẽ đưa ra à, những cái lời đúc kết cái anh nghĩ là sẽ rất là quan trọng cho chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay để cho các khán giả và thính giả à, chúng ta gần như là có những cái kiến thức mà um, gần gũi nhất và dễ hiểu nhất xung quanh cái câu chuyện đề tài của chúng ta ngày hôm nay cho nên là quý vị hãy tiếp tục theo dõi ở phần sau của chương trình nha À, và thưa tất cả quý vị với chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay ở 25 phút đầu của chương trình thì bác sĩ khách mời của chúng ta đã đưa đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích và chúng tôi cũng rất là cảm ơn đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay Nhãn hàng viên năng kép men Duo đã đồng hành cùng với chương trình đây là men đã nhập khẩu từ tây ban nha cung cấp đồng thời men tiêu hóa và men vi sinh giúp bảo vệ và phục hồi hệ tiêu hóa hậu rượu bia sản phẩm hiện đang bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc và ở phần sau của chương trình thì như Kim Bánh cũng đã giới thiệu để giúp cho các khán giả và thính giả của chúng ta có thể nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất đặc biệt là vấn đề rượu bia nó ảnh hưởng đến gan của chúng ta như thế nào, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta ra sao và giải pháp nào để chúng ta có thể bảo vệ gan cũng như là bảo vệ hệ tiêu hóa của chúng ta. Thì xin mời tất cả khán giả và thính giả cùng nghe phần hướng dẫn của bác sĩ à, chuyên khoa hai Trần ánh Tuyết giám đốc chuyên môn của phòng khám nhạc xin trong chương trình ngày hôm nay sự lạm dụng rượu bia ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Ngoài cái tác động trực tiếp lên cái hệ tiêu hóa và gan mật, thì cái độc chất của rượu bia cũng có thể gây tác động đến các cơ quan khác đó là tim mạch và hệ thống thần kinh. À, đối với hệ tiêu hóa thì à, tác động của rượu bia sẽ gây tổn thương cái niêm mạc dạ dày và đồng thời làm rối loạn cái hệ à, sinh thái ở trong cái niêm mạc dạ dày là hệ thống vi khuẩn chí ở đường ruột. À, bên cạnh đó thì khi vào đến gan trong cái quá trình chuyển hóa thì nó lại tiếp tục gây tổn thương gan nếu ta sử dụng rượu bia khóa, khá nhiều tạo cái sự quá, quá tải và lâu dần dẫn đến viêm gan mãn và dẫn đến tình trạng sơ gan và có thể là ung thư gan tiến tiễn của cái tăng men gan thường là âm thầm và ít khi nào phát hiện chỉ được phát hiện khi chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra về men gan thì chúng ta mới phát hiện được còn cái biểu hiện của tiêu hóa thường là rõ rệt nhất bởi vì có thể sẽ gây ra cái triệu chứng đau bụng đầy hơi khó tiêu nôn buồn nôn chán ăn còn thậm chí gây cái rối loạn đi tiêu là làm tiêu chảy hoặc là táo bón chính vì vậy để giải quyết cái tình trạng này thì cái điều tiêu chuẩn đầu tiên chúng ta là phải làm sao ngưng rượu bia hoặc là chúng ta điều chỉnh lại kiểm soát lại cái sự sử dụng rượu bia làm sao cho hợp lý và an toàn. Bổ sung các yếu tố uh, vi lượng, bổ sung các cái men vi khuẩn chí đường ruột các cái men tiêu hóa cũng giúp uh, giảm được triệu chứng khó chịu mà chính cái sự chứng khó chịu này ảnh hưởng đến nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta và qua đó cũng cải thiện được cái tình trạng hấp thu của niêm mạc dạ dày, phục hồi của tế bào gan và đảm bảo được chất lượng cuộc sống của chúng ta lâu dài và khỏe mạnh à, Và thưa tất cả quý vị 30 phút của chương trình sức khỏe và cuộc sống cũng đã trôi qua Và với khách mời của chúng tôi ngày hôm nay Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ánh Tuyết Giám đốc chuyên môn của phòng khám vật xin thì chúng ta đã có những cái kiến thức rất là hữu ích ha và cũng xin thay mặt cho khán giả và thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay rất cảm ơn bác sĩ Anh Tuyết đã dành thời gian để đến với chương trình này quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi vào một khung giờ phát lại của kênh FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khung giờ phát lại Kim Ánh xin được nhắc lại đó là 7:30 cho đến 8 giờ của ngày sáng thứ tư. À, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của đài đó là www vh com vn để à, nghe lại chương trình hoặc là vào fanpage vh radio à, để chúng ta có thể xem lại chương trình ngày hôm nay cũng như rất nhiều những chương trình sức khỏe và cuộc sống mà à, chúng tôi đã à, để trên đó ha quý vị có thể vào với khung giờ thích hợp của mình à, và thưa tất cả quý vị đến đây thì chúng ta cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay à, rất cảm ơn các khán giả thính giả đã theo dõi chương trình và rất cảm ơn nhãn hàng viên năng kế Men Dual đã đồng hành cùng với chúng tôi. Đây là viên nang nhập khẩu từ Tây Ban Nha cung cấp đồng thời men tiêu hóa và men vi sinh giúp bảo vệ và phục hồi hệ tiêu hóa hậu rượu bia. À, sản phẩm hiện đang được bán trên các nhà thuốc trong toàn quốc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào quý khán thính giả.